Xin được chào đón tất cả các vị đoàn trưởng lão đã có mặt ở trong video của Bình Lê ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Bình Lê tôi sẽ thay trời hành đạo. Tôi sẽ thay mặt cho tất cả các anh em người chơi mà bị những cái con boss ở Black Beast Wukong nhập hành. Tôi ngày hôm nay sẽ một gậy tiêu diệt tất cả những con boss ở trong Black Beast Wukong. Mời anh em đón xem. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, trong cái thời đại mà 1m2 5 người chơi Black Myth Wukong thì cũng có một số bạn hỏi mình là: anh ơi, anh có chơi Black Myth Wukong không? Thì tôi cũng xin phép được trả lời là tôi có chơi. Mà rất tiếc là mọi người định xem video tôi chơi đúng không? Nhưng mà tôi lại không quay một cái video nào cả. Mà tôi không chỉ chơi nhá, tôi đã hoàn thành 2 cái ending và tôi đã hoàn thành 100% cái game này rồi. Đúng nghĩa đây 100% luôn các bạn ơi, mà không quay một cái video nào cả. Tôi sẽ cho mọi người xem cái trophy của tôi đây. Final Fulfillment đây, 100% là cái Platinum, là cái trophy cuối cùng khi mà các bạn đã hoàn thành hết tất cả các trophy. Đây, trời ơi. Mà tôi không ngờ cái game này nó hot như thế. Ai cũng đòi xem, ai cũng chơi và ai cũng đăng video lên. Thì hoàn thành 100% cái trophy này không dễ một tí nào đâu các bạn ơi. Cái trophy của cái game này là nó bắt mọi người phải farm hết tất cả mọi thứ có thể farm. Mọi người thông cảm nhá, đồ họa P5 hơi thấp so với PC. Nhưng mà cũng gọi là tạm chấp nhận được. Đây, tôi level 267 và đã móc hết các phép rồi. Stamina này, Material này, Survival, Staff cũng móc rồi này. Các phép cũng spell các thứ cũng móc rồi này. Chỉ có mỗi cái chain formation này, biến hình này thì tôi không dùng hết các chain formation nên tôi không tăng hết. Tôi đã phải farm tất cả các loại gậy mà Ngộ Không có thể có trong cái game này. Farm tất cả các spirit mà Ngộ Không có thể thu nạp trong cái game này. Mặt nạ, tất cả mũ. Tất cả mũ đây, mọi người xem không sót một cái nào. Đây, tất cả các giáp đây. Một số giáp thì mình chưa upgrade hết. Tiếp theo là tay. Đây, giáp tay đây. Tất cả giáp tay đây các bạn ơi. Tất cả Curious đây, có cái tôi farm tận 2-3 cái luôn. Tất cả các loại hồ lô, thuốc. Thì game này không đòi lấy thuốc, mà game này đòi mình phải lấy cái công thức thuốc. Cái này thì không phải farm, mà là phải chơi New Game Plus thì sẽ có. Đây là tất cả các loại rượu để mình uống, là những cái để mình pha chế, để cho vào rượu. Và có một cái trophy là nó bắt mình phải lấy tất cả những cái hạt giống của những cái thuốc này để mang về cho con rồng. Thì có những hạt giống nó lại bắt farm. Ui cái trophy nó khốn nạn kinh khủng khiếp luôn thật sự. Đây, xin mời các bạn luôn, chiêm ngưỡng luôn. Đây ạ. Đó, đây là chỗ ngồi thiền. Thì mình cũng đã lấy hết rồi, cái này thì không khó. Thì đấy là vỏn vẹn là loanh quanh là tất cả những cái mà cái trophy nó cần để hoàn thành 100% game. Bây giờ trong game này thì mình còn một cái duy nhất chưa hoàn thành, đấy là lấy lục căn. Nhưng mà phải móc tất cả lục căn, và mỗi lục căn thì nó sẽ có 3 cái để upgrade như này. Thì mình đã chơi qua New Game Plus rồi, Plus 1 rồi, đã lấy được 2 cái. Thì còn đúng một cái này nữa thì mình phải chơi thêm một lần New Game Plus nữa để lấy được toàn bộ tất cả những cái lục căn này. Khi mà lấy được 3 cái này của tất cả lục căn thì chúng ta sẽ mở được một cái stance mới. Một cái stance mà khi mình đã hoàn toàn trở thành Ngộ Không rồi thì mình sẽ có cái stance đấy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chơi nốt một lần New Game Plus nữa để unlock được cái Wukong stance này. Và trong quá trình đấy thì tôi sẽ quay lại video và tiêu diệt tất cả các con boss trên đường đi của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả thù cho tất cả các anh em bị những con boss này hành. Các bạn đồng ý không ạ? Đồng ý thì cho tôi một like, một share, một subscribe nha. Ok, các bạn sẵn sàng chưa?
1, 2, 3. Thì mọi người đã quay hết story từ đầu rồi, thì mình sẽ làm khác đi một chút, là mình chơi lại, quay lại lúc mà mình chơi New Game Plus. Đấy. Sụp. Cái này cũng nhận là hoàn tráng được. Xin phép anh em skip story nha. Ôi ôi, đồ họa nó đẹp quá. Ba má ơi, xem lại mấy lần rồi vẫn thấy sướng. Tuyệt vời. Ok. Giáp này là khởi đầu, anh em nào mà mới chơi thì đừng, tốt nhất là đừng nên build nhiều giáp quá, tập trung vào giáp thôi. Cái giáp khởi đầu mà mình upgrade lên thành giáp này là nó thuộc dạng mạnh nhất rồi, mà nó rất là hợp đi map vì nó tăng tốc cho mình. Thì mình sẽ phải mặc một bộ giáp mà nó dồn đam hết cỡ, đó là cái giáp của, đây là chắc là giáp của Hồng Hải Nhi thì phải. Thì Spirit thì mình sẽ lắp con Tertrature. Không có bản Việt, PS5 nó gì có bản Việt anh em. Tôi toàn phải chơi ở tiếng Anh. Nhưng mà đi map thì tôi khuyến khích em mặc cái bộ Prime nhá, bộ nguyên gốc nhá, vì là cái bộ đấy nó tăng tốc cho mình, chạy map nó nhanh. Còn bộ này thì để đánh boss thôi. Let's go. Con boss đầu tiên. Reset. Thằng nữa. Đúng một lũ mồ lô. Một chỗ 17.000 đáp. Let's go. Let's go. Test này. Sáu giữa này. Thuốc này. Thuốc này. Được chưa? Lôi. Sư trục trì. Mười một nghìn đáp. Cuốn. Tập băng. Em đâu? Các bạn ơi. Chết. Nhảy cái đi cổ hơn nữa thì chết thì phải. Nhưng mà thôi cũng được. Gần chết. Đấy là chưa uống lại thuốc xịn. Thuốc xịn tôi hết mất rồi. Rồi còn thuốc đều thôi. Thuốc đều gần chết là cũng ok rồi đấy. Chú sói vui vẻ 13.000 đam. Đặt được. Mười ba nghìn đam. Nếu mà 17.000 đam như con đầu tiên thì chắc là ăn được rồi. Nhưng mà uống thuốc đều. Uống thuốc đều đơn ra là chỉ được 13.000 đam thôi các bạn ạ. Nghe tôi có bằng đâu không? Thuốc. Trượt rồi, thấy bó đi mất thật sự. Hai gói được không ạ? Mười ba anh em. Chẳng lẽ là không đánh lại được một con bót. Thế để phơi hai gõ các anh em ạ. Phơi này mình đánh chay thôi. Chém phân nữa này. Gãy là xong luôn này. Rồi bây giờ đến phơi hai gọi. Tao khoảng 13 anh em ra tao đứng mạnh. Xong. Đánh
mấy thằng hai phây này hơi lằng nhằng anh em ạ. Rồi chơi trụ trì gì đấy quên tên, không có tên. Jin Chi trụ trì bắn kame này. Ui, bắn vất cả cây võ anh em ơi. Trụ trì cây mà không đánh được chết hết, không đánh chết luôn anh em ạ. Thì là ông ấy sẽ gọi đệ ra để lấy máu. Trụ trì ơi, trụ trì ơi. Trụ trì ơi. Ok, món tiếp theo Hắc Phong. Nhưng mà mình đang ở không vui. Ôi, từ từ nha. Phân thân là 13 thằng. Osake. Bắt đầu chapter 2. Chapter 2 này có vẻ là rộng hơn chapter 1 rất là nhiều ấy. Ok, con boss tiếp theo chú ếch sấm sét. Chú ếch sấm sét. Đâu rồi, chú ếch sấm sét đâu rồi à, đúng không? Ra nào các em. Ra tiếp nào các em. Uống thuốc nào. Chú ếch vui vẻ ơi. Một gậy thôi. One hit. Tôn một gậy. Phân thân. Hồi phân thân tiếp. Phân thân quýt. Các em ơi. 16.000 đáp. Xong. Xong. Nha, con boss tiếp theo này. Hai bố con nhà chuột. Chuột thái tử và chuột vua. Chúng ta lock trước cho gặp vấn đề chết tử rồi. Thank you.
giết con Hắc Long mà không quay lại. Hả? Skip Hắc Long nhá anh em nhá. Lỗi không quay lại. Tôi quay cho PS5 nên nó hơi lằng nhằng đi. Để tôi gọi thằng này lên trước. Ok, vật giả số 1. Hai con này sẽ đánh nhau. Tôi nhớ nhầm anh em sẽ đánh nhau. Anh em sẽ ngồi nhìn nó đánh nhau. Đấy. Xong thằng nào chết thì thằng nào còn sống thì mình xử nốt. Anh em thấy đơn giản không? Thuốc xịn thì chắc là cũng hết cây máu đấy. Giờ chúng ta sẽ cùng xử lý con boss cuối của chapter 2. Con này có thể nói là con chuột mạnh nhất trong cái chapter lần này đấy. Phần thân này, refresh phần thân này, phần thân tiếp này, lại một chút thuốc này. Thuốc thứ hai mà cuốn tiếp này, bao nhiêu chú chuột tiếp này vậy, không có gì ở đây. Sở chú ý phải quan kẹp sao ạ? Em đâu? Khỏe. Trượt. Mày con đang có trượt. Đó. Đấy, con này là có đúng cái tay nó thì mình đau. Nãy là võ bị trượt. Cho võ đi. Đấy. Co qua cho khó. Khó chúng anh em ạ. Em cố gắng để nó nhảy lướt rơi đến gần người đó. Né nhá. Đấy. Chưa xuất hiện. Đây đó. Chả đánh trúng kìa.
xong rồi. Người tiếp theo ở đầu như bình thường thôi các bạn ơi, cho nó quạt ba tiêu. Ôi, cái này hết quạt ba tiêu. Vãi trưởng hết, hết cả cây máu luôn. Em ơi, lỗi thì chơi theo kiểu có lỗi. Anh em mà hết trò thì là biến hình đánh nhau nó nhá. Đá thì anh em cố gắng nhiều tâm, đánh nhiều tâm giác vào, không tấm tường nhiều lắm. Rồi, một phát rơi đi này. Mày cho quạt ba tiêu quá. Tao cho mày tiêu luôn. Ê, ba. Đấy luôn. Tranh thủ đánh luôn. Dậy 4. Tranh thủ đánh luôn. Boom. Sao. Sao. Ô ngựa đồng. May mắn năm mặt cam chú chỉ may mắn, chú chỉ may mắn tiếp tục gì bộ đồng chú gì đâu rồi, chú gì đâu rồi, chú gì ơi. À chú gì lên đường rồi, chú gì bỏ chỗ rồi, chú gì là chiến chiến thôi các bạn ơi. Trượt rồi. À. Fail mất quả phân thân, thôi đánh chày. Đánh không có phép luôn. Con này chắc không khó đâu. Anh em cứ chơi thôi. Nhận một gậy lão tôn. Trước đấy không có lần nhảy nhảy đâu. Wise boys. Cho nó. Tôi dùng quả bắn tiêu. Băng lại. Quả bắn tiêu. Phân thân. Rồi. Cứ giã vào chân nó cho tôi. Đập bao giờ nó gục xuống thôi. Rồi, gục rồi anh em ơi.
luôn. Rồi đến lúc nó gục này, người đừng đánh mạnh nhá, mình đánh thường thôi. Đánh thường là nó sẽ chết, không cần phải đánh mạnh. Đánh thường vào cái quả cầu là nó sẽ chết. Quên chưa rest. Mình lại đánh chay vậy. Vãi trường, giật mà, giật được. Không hiểu đánh kiểu gì, giật. Trời. Xử lý con dòng này cho anh. Giật được. Vâng. Mọi người cùng lên, tổng tấn mũi trời á! Chạy.
lấy được xong game. Chờ xin đi. Cực quá. Rồi thoát rồi. Theo giữa cái chỗ mà nó đồ họa cao. Thôi anh em ơi nghỉ tay tí nhá, để vợ tôi hình như là vợ tôi muốn tặng quà cho tôi. Đâu quà đâu. Đây, thấy là tình hình là như này, là thấy tôi nghiện game quá nên là vợ tôi quyết định là tặng cho tôi cái này. Mọi người có biết đây là cái gì không ạ? Tèo. Đây là một cái vòng. Cái vòng này là có hình gì anh em nhìn thấy không ạ? Đúng rồi, giống cái trên đầu tôi đây này. Cái này là vòng kim cô bằng bạc. Thì bọn tôi thấy tôi đam mê cũng không quá nên là tặng tôi chiếc vòng này, không biết là có ý đồ gì. Có lẽ để kìm kẹt tôi hay là muốn giam giữ tôi vào trong vòng này hay gì đấy, tôi không biết. Trong game thì cũng không cố gắng thoát cái vòng này, nhưng mà ngoài đời thì vợ tôi tặng tôi vòng này. Rồi, mở ra rất dễ nhá. Test luôn vòng thử không? Isa, được cái chứ? Oh, Isa, Wobi, Adida, tính tài. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Tôn Hành Bot. Ngày hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng đánh bot của tôi như thế nào. Wow, đẹp quá. Cảm ơn vợ nhá. Mời cậu yêu vợ nhá, yêu vợ xinh đẹp nhá. Tôn Hành Bot. Rồi, chơi tiếp. Cứ cho nó một phát này đã. Thân thân. Cứu quốc. Cứu quốc. Băng cấp 1. Trời ơi. Cứu rồi. Tôi nhất cái chỉnh trang đôi sen của tôi. Người rơi lên đường. Thank you.
Ui thôi 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 thôi. Nhưng mà cái gì đã. Tao dành cho mày lời khen vì mày mạnh. Khỏe quyết. Chết rồi, cái đèn này. Khóa chưa? À, chết rồi anh ơi. Ôi, em vừa làm gì này? Phần thân em. Ui. Hai, gọi để nó chém. R2, R2. Xoẹt. Ngon lành chưa em? Thế chưa, em đánh đỉnh mà anh. Chơi chắc rồi em. Trả thù, trả thù. Chứ không chịu ra đời nó đổ mồ hôi. Đằng sau cơ mà em. Ôi dồi ôi. Xin em. Đây là có boss của sợ nhất. Perry rồi, Perry rồi. Damn. Sao? Từ từ nào bạn ơi. Bây giờ mới là lúc. Bây giờ mới là lúc Onin. Bây giờ mới là lúc Onin bạn ơi. Bây giờ mới là đến lúc Bô Vận Đồng. Để đâu vào. Thôi giận. Rồi, xong con boss tiếp theo. Rồi, tao chơi ra vậy mày. Anh em. Đánh cho lên. Dễ thì nó vẫn là hoàn dễ thôi. Không khó bằng cái con boss bị trói tay vừa nãy. Tích nổ. Tích 4 nổ. Như bình thường, một quần ba tiêu ở trước.
thân. Tích độ anh em ạ, tí có phân thân bắt cho lên đường rồi. Quá.
lần này phải nghĩ khoản. Khó mà. Khó. Còn boss tiếp theo sẽ đối đầu với Tôn Hành Boss. Ngày hôm nay Tề Thiên một gõ sẽ cho chúng ta biết ai mới là lão Tôn ở đây. Let's go. Chị hai. Không phải chị cả mà là chị hai à. Quên mất còn một cái này nữa rồi. Nói chuyện với con ngựa bạn ơi, đi thì quên. Con boss này nó rớt ra một cái armor, một cái sắp tay, nhưng mà điều kiện để rơi ra cái sắp tay đấy là các bạn phải đánh gãy được 4 cái chân nhạy đằng sau lưng nó thì nó mới rớt ra, còn nếu mà các bạn đánh kiểu bình thường thì không bao giờ rớt ra. Nên là mình đã bị miss một cái này rất là cay. Nên tôi hy vọng là các bạn sẽ không bị miss cái này của tôi, nên tôi phải làm video này ngay. Đấy. Anh em này, đánh liên tục đánh vào lưng nó cho nó rớt được 4 cái chân nhện ra. Đấy, thấy 4 cái chân của nó không ạ? Ở sau lưng không ạ? 4 cái tay đúng hơn, 6 cái tay sau lưng. Nhiệm vụ của chúng ta đánh rớt 4 cái tay của nó. Rớt ra được thì chúng ta sẽ có cái giáp tay. Cứ đánh sau lưng đi. Rớt cái rồi ta. Anh đánh người mạnh quá hay sao? Ông em gần chết bố. Hết rồi nha, nhè hết nha các bạn nha, giết được rồi đấy. Đấy, bây giờ còn đúng hai cái tay ở đằng sau lưng thì đó là hoàn thành. Chúng ta sẽ rớt được cái giáp tay Venom thì phải. Chơi nó các em ơi. 17.000 đam. Zip. Xong con boss nha anh em nhá. Combo hơi fail tí. Chỉ luôn anh em, giết xong con này phát là sẽ đến luôn chỗ con ngựa. Chỗ con ngựa NPC nó bị giam ở trong cái kén này. Ngay sau khi giết con Z này là sẽ trong này luôn. Đó. Là sẽ gặp lại anh bạn ngựa. Ok chưa? Rồi, ok anh em là tiếp tục nha. Thì lại là con boss này là cũng gọi là thuộc dạng khỏe đấy. Đây là con rồng thứ tư trong các map. Loại boss ẩn đấy. Chắc là giết được những con kia thì chúng ta sẽ được đối đầu với cả con boss này. Lần này thì mình dùng đam phát thì
Kéo ơi! Các em ơi! Ôi! Nhìn đây! Các em ơi! Các em ơi! Các em ơi! 13-0! Không thể nào mà dễ dàng hơn được quả view này. Anh em ơi, 12.000 mẫu đã được chưa? Đã được chưa? 12.000 mẫu không có nhiều. Vô anh em ạ. 3 giới phê 2. Phê này mạnh hơn rất nhiều nha. Xem có chịu được. Qua ba tiêu này. Phân thân này. Thêm phát phân thân nữa này. Phân máu này. Tách. Ôi, trời đất ơi, đánh chay rồi. Ô chạy ra cho anh em ạ. Ui. Sao lại hại quá. Đúng rồi. Đúng vậy. Có nhầm không vậy? Có nhầm lẫn gì không vậy? À! Quên mất là con này có 2 phây, đủ hết là phây 1 rồi. Mì tai. Mua mì bỏ bỏ. Chiến. Anh em ơi, không cao, không cao, không cao. Đấy, cầu máu. Cầu máu được rồi ạ. Cái này chết hơi phí luôn rồi. Tôn thành boss, tề thiên và gió móc. Chưa gọi ra 13 thằng đâu, mới gọi được có 7 thằng thôi. Tôi chết xong rồi. Này là chạy chặt không kiếm nhẹ. Nổi da gà vãi trưởng. Anh em ơi. Ê, nhìn quá. Ai chứ tôi nổi da gà vãi trưởng. Nên là anh em hãy lắp cho tôi giáp clip vào, Pew Green vào để chạy nhanh hơn. Đấy. Và xuất hồn hơn nữa, chạy nhanh hơn nữa này. Uống một hộp nước này. Không bao giờ còn nhẹ được kịp luôn. Đi chạy marathon với tôi luôn nha. Xin cái tuổi. Em thấy không? Không có con nào tuổi kịp bằng mình luôn. Đi đến đoạn này thì tôi lại nhớ anh em ạ. Tôi dính một quả bug. Nói chung là buồn cười nhất quả đất luôn. Khi chơi quả game này đây.
là cái vách đá này. Tôi nhảy xuống vách đá này như tôi chết, không biết là người ta đã sửa chưa. Hôm nay tôi thử nhảy lại nữa chắc. Đây. Tôi bước chân xuống cái khoảng đá tôi chết. Vai trưởng cái game sửa lại đi. Sởi chân mất. Bóng đá 10cm. Chân luôn. Câu ơi. Rồi, kính thưa quý vị các bạn, là Tề Thiên một gõ của tôi lại gặp lại cái con bot 6 tay vừa nãy mà tôi gõ mất 4 tay. Bây giờ nó đã quay lại và mạnh hơn rất nhiều. Hình như con này có 2 phây, nếu tôi nhớ không nhầm có 2 phây. Thì xin phép phây đầu tiên đánh chay. Rồi nhóm phây thứ hai đánh nhau sướng. Không. Trời ơi. Luôn. Chạy luôn nhà máu. Đánh chạy luôn máu. Đánh chạy luôn nhà máu. Chết. Rồi, phơi 2 vào đây. Phơi 2 vào đây. Tao cân mày. Phơi 2 vào đây. Các anh em ơi, phơi 2. Boom. Một cơ. Ok, và sau khi giết con boss này thì nó sẽ mở cho mình cái map ẩn nha. Vào đây thì sẽ dễ hơn rất nhiều cho cái việc đánh boss. Ok anh em nha. Đây, mình giới thiệu anh em quét phụ mà khiến tôi cay nhất trong cái game này là quét phụ này. Vì nó mất được. Mấy quét kia là mình không làm nó cũng mất, mà riêng cái quét này nó bị mất. Game không có như thế. Không quét nó mất, không quét không mất. Rồi đây. Thì cái quả này nó sẽ rớt random ở những cái nhân vật này, những cái thằng quái này. Thì nhiệm vụ của mình là đi farm những cái thằng quái này nó rơi ra cái đấy. Nên là anh em cẩn thận nhá, cố gắng farm luôn. Rơi ra luôn xong mang về cho nó. Chứ đừng đánh mốt chính luôn. Đấy, Violet Hay này. Thì nó sẽ lộ nguyên hình là một thằng nguyên quân tử. Đấy. Tiệt. Nó chỉ là mà đeo chứ. Chỉ là một con phế. Không đi tiên. Nhân vật kiểu này làm ăn được. Làm sao mà ăn được mình. Đây là hoàn thành nhiệm vụ, là các bạn sẽ không bị miss cái nhiệm vụ này. Mười hai anh em lên. Nửa máu và đồng băng tiếp. Không có gì phải hạ hết anh em. Không có gì phải hạ hết. Đấy anh em phải đánh. Đấy. Đó. 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 Bam. Xá chi chi châu. Lão! Cứu nó với tao! Chim xin bò.
trai nhá. Tiết kiệm mà nè. Not like this. Thôi lỗi rồi luôn. Cho đánh lại cái. Phơi một thì khá dễ rồi. Cứ đánh vào chân nó là được. Phây 1 này. Phây 2. Phây 2 phải mất cái quả ba tiêu rồi. Trời đất ơi. Phây 2 còn quả ba tiêu nữa, có ai đấy. Không dùng đam được mô này. Nhanh. Let's go. Rồi, là mấy con nhện đang cãi nhau này. Thì mình vào. Rồi, không cãi nhau nữa. Hãy xin chú ba. Lúc đầu sẽ có mấy em nhện đi chân mình nhau. Thì chắc là sẽ đấu được. Chưa kịp hồi. Lại lầm nhau nó ở trong cái này sao? Thôi là má. Tôi chưa đánh nhau rồi nó ở trong này thắng có nào? Tuyệt vời. Đây rồi, cổ kim rồi. Chết.
hơi khoai một tí nhưng mà vẫn quá. Về cơ bản là vẫn quá. Hơi mua dây của mình tí, không có tí mana nào. Vẫn phải đánh qua. Xem lại animation, MV. Đây là một trong những cái MV cảm động nhất trong cái game này. Là chuyện tình giữa Chư Bát Giới và... có phải hàng Nga không? Nhưng mà hàng Nga. Đây, đây mới là hàng Nga này. Có ai đó phân tích thì đây mới là hàng Nga. Chư Bát Giới mê quá, đuổi theo để Thiên Bồng Nguyên Soái. Rồi xong là gặp một cô bé. Vẻ đẹp quá mức cho phép. Vẻ đẹp quá. Quá cảm động. Rồi, coi như xong chắp 4. Không còn tí mana nào, nó bắt đánh hai con boss này. Không biết qua nổi không. Chỗ này có đau không? Ôi, khỏe ghê nhỉ. Chém phát thì là đấy, nhảy giúp cô ấy phát là luôn. Nhảy giúp cô ấy. Vô phần. Trời đánh chạy. Yeah. Quá cái đầu này quá. Khiếp quá cái đầu này quá. Rồi xuống em. Chả lẽ ngồi chơi của em. Giỏi xuống đây. Được chưa? Nha. Giỏi xuống đây chưa? Chưa khá rồi. Giỏi nó chưa? Anh nó. Đánh chạy. Ok anh em ạ, tạm dừng ở Hỏa Diễm Sơn. Chắc hôm nay đến đây thôi. Mệt quá. Mới cả mắt, bây giờ 12 giờ đêm. Và lên đi ngủ lấy sức. Hẹn anh em gặp lại anh em vào ngày mai. Tôi quyết tâm phá đảo cái game này New Game Plus 2 trong ngày mai. Chờ đợi tôi nha. Ngủ thôi. Hello, xin chào mừng anh em nhá, đã quay trở lại với kênh của Bình Lề. Chào mừng tôi đã thức dậy sau một đêm. Một ngày hôm qua là tôi phải chơi cũng phải 8 tiếng đấy, chơi cái trò này để cố rush cho anh em đi qua tất cả quest trong tốc độ nhanh nhất. Thì trong ngày hôm qua thì anh em nhìn này, quay đã. Đây, trong ngày hôm qua thì tôi đã đạt được cấp 315. Khả năng cao là sắp max level rồi anh em ạ. Và cũng max gần hết rồi. Còn hai cái căn nữa thôi. Lục căn thì đã max được 4 căn rồi, còn hai căn nữa. Thì Ngư Ma Vương và Tôn Ngộ Không, Ngụy Giang Thần nữa xong. Thì trong sáng hôm nay quyết tâm xử lý nốt tất cả những gì còn lại cho xong cái video này đi, để còn dựng nữa. Được không ạ? Ok. Xin phép anh em là đến luôn Hỏa Diễm Sơn đánh nhau luôn, không mất thời gian. Hola. Rồi con ngựa NPC đang ở trong này, nhưng mà các anh em cố gắng đừng có động vào cái xe, đợi đánh xong thằng boss đi giang đấy, thằng boss âm dương rồi hăng động vào cái xe thì mới hoàn thành được cái quest. Rồi gọi là con boss ba đầu. Rồi nhanh. Anh em hầu thủ tôn. Nhiều. Đây là nó sẽ gọi đệ lên. Chuyện này thừa chứ to.
đam nhảy luôn. Mày nghĩ mày sống qua qua cơn này không? Một thằng nó chỉ đá được nhau. Rồi, xử lý ông chú ông Dương nhá. Con này được gọi là bành trướng lãnh địa không anh em? Chú ông Dương biết đánh bành trướng lãnh địa. Vèo phát ra mình lãnh địa ông ấy luôn. Lãnh địa ông Dương, đến luôn. Ông xuống dương, ông xuống dương, ông xuống dương, ông xuống dương ơi. Mày khoái rồi, biết ngay. Ông xuống dương, ông xuống dương. Ông xuống ông dương. Xuống dương như quay hai. Quá một cá. Đây là công dụng là PC nha anh em nha. Sử dụng nó nào, rất là sử dụng. Chú còn phê 2 nhé anh em nhé. Ôi là nhạc. Phê 2 phê hoàn thành lắm. Yin Yang Fist. Mình anh không mang cái hổ lô tăng mana. Giết mana không là bỏ. Đáng chịu. Đáng chịu vô cùng. À đuối. Đấy. Đánh luôn như gì. Múa gậy anh em ơi. Rồi chơi. Vào đây. Vào đây. Bố mình nhìn thấy rồi, bố bắt bài rồi. Quên cái lắp quạt ba tiêu. Quên lắp quạt ba tiêu luôn. Quên lắp quạt ba tiêu. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Solo vào đây. Solo em ơi. Solo, solo. Sao ạ? Thích thì solo, không thích thì solo. Sao nào nào, sao nào, sao nào. Hồng Hải Er sẽ không phải xin rồi, xin phép anh em à. Xử lý Hồng Hải Nhi phây một trước. Cái này không khó lắm. Cái là bắn hơi nhiều lửa, hơi mệt. Chơi. Đang hết thuốc anh em không cả. Lấy focus. Lấy focus chay. Không ai đi ơi. Mẹ rồi, phân thân rồi anh em ơi. Nó phân ra được cho mình luôn. Anh em để ý này. Nó theo lượt nhá.
Theo lượt. Thực ra là tôi chết, tôi lấy đà, tôi vào tôi dễ, anh em hiểu không? Giờ chơi đánh úp thì nó dễ hơn đánh trực tiếp. Chưa kịp làm gì, nãy cái quạt ba tiêu tôi chưa kịp hồi. Trông giống mấy con bot trong Devil May Cry.
Vậy là tôi đã hoàn thành quest chính tiếp theo ở Diệp Sơn. Đã có cái này. Ok. Căn thứ 5 rồi. Căn thứ 6 là ý chí của mình thì nó chắc chắn rồi, là đánh Nghi Lăng Thần bon. Thôi khó rồi rồi. Nhưng mà cái đấy để sau. Bây giờ mình lên đường đi giết boss ẩn của chap 5. Con này làm sao đấu được đổi với mình hả bạn? Let's go! Chạy. Đánh chay vậy. Chỉ cần đánh chay là có đủ. Sao ạ? Các anh em ơi! Ê! Phá! Nhân! Rồi! Trong này là bắt đầu cho anh em nhá. Ồ, chả biết con này tên là gì. Khả năng là... giống hai cái bát họ luôn. Đặt tên là bát trên bát dưới. Mở bát đi em ơi! Nào, nhà vô các em. Mày chết đầu tiên à? Chưa kịp thổi gió lên. Mày chịu được mấy gậy. Nào thì đến. Lên. Giết hải quan rồi nó đổi ca liên tục. Mày đúng không? Mày thích cái đúng không? Không hiểu đánh cái gì luôn. Một gõ bình thiên hạ. Ôi, chúng động nhau. Nó chúng động. Chứ xả vừa ngất. Rồi nhé.
go. Let's go bạn ơi. Bạn thích giống nhau gì? Phải thế. Xin phép kiểu khó cướp Trung Quốc. Rồi, bắt đầu Chapter 6 ở Hoa Quả Sơn. Let's go. Chim tay phải nha anh em nha. Chim tay phải. Chả biết đặt tên nó là gì. Chơi các bạn ơi. Chim tay phải. Tiêu rồi nhé, là nó sẽ bị khắc chế. Sao ạ? Chim tay phải thế nào? Sao ạ? Thấy đau không ạ? Thấy đau không ạ? Đây thì anh ấy đi vào phát là nó sẽ tấn công anh em luôn. Rất là bất ngờ luôn. Đấy. Rất may là tôi đã biết trước. Anh em ơi. Ok. Chém đi. Không đánh được thì chúng ta đánh chay. Không chơi được chúng ta đánh chay. Đánh chay được. Bố máu. Mày chạy đến bao giờ? Ok anh em nhá. Lại quay trở lại. Vừa đi ăn trưa về, đói quá, không chịu được. Ăn trưa về xong xử lý con tê giác cũng chưa muộn. Rồi, đây là em tê giác nhá, sở hữu cái giáp. Cái giáp vàng của Tề Thiên Đại Thánh rất là đẹp. Nhưng mà cũng có vẻ là cũng khó đánh. Rồi, xử lý luôn con tê giác này cho anh em. Game nhanh. Được chưa? Tê giác giáp vàng xung quanh nên là nó khỏe hơn rất nhiều, nên là tôi sẽ dùng cái này. Tôi sẽ chém tiếp. Rồi nó vụt anh em ơi. Các em sâu xé. Nốt phát nữa. Đúng nhìn đang. Tiếp tục đi em ơi. Ui nó quá đam. Sợ ê. Mắt tới đâu nhỉ? Gõ này có chết không? Đánh nó sướng.
chém như này có chết không? Anh em thấy quả spirit đầu tiên chém như này có chết không? Let's go! Tê giác bốn mắt, cũng lên đường nốt. Đủ chưa nhỉ? Ui, còn cào cào. Cào cào mới khỏe. Mấy con này chưa là gì. Rồi, cứ tạm xong đã này. Cào cào chắc phải gọi 13 anh em Tây Thiên Đại Thánh ra xử lý. Ok, vậy là sẽ có cái giáp. Quá đẹp. Anh em cứ vừa đánh vừa xoay thôi. Xoay một nửa máu thôi. Kiểu nào. Giờ mới là lúc Onin này con. Nào sao? Đánh nhau không? Quạt ba tiêu ngay lập tức. Chột thì cũng lên được. Trước đã đánh vui vui thôi, xong rồi đến đại thánh thì anh em mình bắt đầu múa. Nào thích chơi thì anh chơi. Ok,
chơi thì tôi chơi với ông. Ok chưa? Thích chơi thì tôi chơi với ông. Bây một, bây hai lôi ra đây. Lôi bây hai ra đây. Cái này thì sao? Quay hai thì sao? Phây hai đi cao. Rồi, bây giờ mình ngồi lại này.
chắc là tôi sẽ phân thân tôi gõ đại thánh phát đầu tiên trước, xong phây sau thì tôi sẽ tùy cơ ứng biến anh em ạ. Rồi đại thánh gõ phát trên luôn, không kịp dùng hồi sinh luôn, nên thay giáp này khỏe quá. Ô thua trước rồi, đại thánh ơi xin lỗi. Đại thánh thơ mộng rượu cũng như mùi máu là nó bắt nhảy đấy, chưa thấy con boss nào mất dậy nè. Đại thánh mở bát lúc nào là ba. Thôi đánh được rồi nhá, nhưng mà hình như là không quay, quên mất không quay lại. Đùa. Đánh lòi cả người ra cuối cùng là không quay lại. Ơi. Số tôi nó khổ này. Đánh xong rồi nhưng mà không quay lại. Thế. Nhưng mà tôi không sao. Đằng nào đánh Dương Tiễn xong lại phải đánh Tô Ngộ Không lần nữa mà. Anh em xem một lần thôi. Ok chưa? Đây là xong ending đầu tiên nhá. Vừa nãy là chả biết vì sao lỗi, hình như là quên bấm hay là hết dung lượng. Rồi xong ending đầu tiên nha anh em nhá. Giờ đi đánh Dương Tiễn xong rồi quay lại đánh lại một lần nữa. Ok chưa? Wow, cái đoạn này trong cái bài nhạc này hay vãi. Tây Du Ký nhưng mà kiểu phối lại kiểu bị cảm xúc hay vãi trưởng. Nhưng mà cái ending này ai mà chơi mà gặp phải cái ending này thì hơi bị hững, kiểu không hiểu gì, đánh lòi cả người, lấy hết mọi thứ ra để đánh, cuối cùng là mình kẹt ở trong viên đá. Thế nên là nó mới sinh ra cái ending 2. Dương Tiễn, chỉ đánh Dương Tiễn. Let's go. Rồi, ngày này cuối cùng đến anh em ạ. Nhị Lang Thần Dương Tiễn New Game 2 Plus. Tức là thuộc dạng tôi không biết là khó như thế nào, nhưng mà hôm nay anh em mình phải thử. Hôm nay anh em mình sẽ được trải nghiệm Dương Tiễn mà nó cấp độ mà khó hơn cả khó nó là như thế nào. Bình thường Dương Tiễn 3 mắt, trong game này khả năng Dương Tiễn phải có 5 mắt. Tiến bạn về Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn. Rồi, xin phép nổi. Xin phép nổi gió trước này. Xin phép uống thuốc này, phân thân trước. Xin phép phân thân này. Xin phép là có con thần lai được nửa máu anh em. Đấy,
xem. Có là thở đó. Đúng ở đây thì đúng là tốt luôn. Xin phép anh em là tôi chuyển sang build dạng tanker. Ok không ạ? Build dạng critical là đống lắm, mấy thằng này hơi khó rồi. Mình chuyển sang tanker thôi. Anh em mặc full bộ giáp ngư ma vương vào cho tôi nhé. Đẩy hết sang dev thì vì dev nó sẽ chuyển sang là attack. Cái gì đẹp thì cứ mặc hết vào. Cái này tăng đẹp này. Chơi anh em ạ. Let's go. Rồi, đã nhảy lên đây. Anh em rõ rồi. Là anh em rõ rồi, anh luôn. Anh luôn liên tục. Là, úi dồi. Dương Tiễn ơi, anh đánh hay quá. Rồi, bây giờ là đóng băng lại. Bào kiên giáp được rồi. Rồi. Ok chưa? Bây giờ đánh được rồi. Ngồi máu. Thêm một lọ rồi xong tốt. Nhảy. Đánh được luôn, đánh tiếp luôn. Cố gắng đánh đến nửa máu anh em. Thì nửa máu sau thì mình dùng. Rồi. Này này dễ này, nhảy phát né luôn. Không. 一切都是想法所以我哦我一切山雨心怀心痛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 心
Không kịp ngáp luôn. Mang từ nhà vẫn còn cái hơi sinh này. Cái thế chiêu nào cũng né được. Gõ trụ ra em ơi. Cũng là đúng lúc. Đúng hết luôn. Rồi, chuẩn bị liên quan. Quạt ra anh em ạ. Lấy quạt ra. Sau tên này nha. Múa gậy.
Ui, ôi trời ơi. Ui ôi. Quạt đâu? Chuẩn bị cái stand thrust lên cho tôi. Chơi, sợ phép. Này, phải làm sao mà đỡ được. Một đoạn như thế này. Anh em thấy đúng không? Chỉ giống nhau đấy. Anh em né cái chiêu của con đại bàng ra nhá. Chiêu đấy hơi khó né. Vậy em biến ra con sừng, con hổ thì dễ né hơn. Nhờn. Làm sao mà né được? Cơ hội. Né rồi. Cơ hội các bạn ơi. Let's go. Anh đầu tiên đâu? Và đá luôn. Anh đầu tiên, tam giác đi anh em ơi. Lăn đi. Giả vờ lăn. Lăn luôn, làm sao đánh trúng cho được. Một thằng đi đầu tiên. Đi luôn. Né ngay. Ôi, đánh bot này không nhận xuống được. Đã tay luôn. Nhà được opening là thua bọn này đúng không? Thì cái ending này cho đánh kiểu trả thù cho cái opening luôn. Đánh biết nhau luôn. Ông đánh ai? Chạy à? Đánh mà chậm nhất thì làm sao mà? Làm sao thắng được em? Làm đang mà thắng được anh? Tứ đại thiên vương à? Vào đây. Anh này đi đầu tiên đúng không? Xin mời anh. Vẫn chưa đi đầu tiên. Không ai đánh mình thì mình đánh. Rồi, anh này đi đầu tiên chưa?
Trượt rồi. Trượt rồi. Tôi xin phép lại. Là các anh đánh trượt rồi. Ông tiếp theo gì? Đối thủ tiếp theo là ai? Bất tử luôn. Khỉ đá mà. Chúng ta đánh có thấm đâu. Toàn đánh trượt thôi. Đánh giá quá cao của nó. Thằng phải hóa đá. Rồi, một đối tượng đi đầu tiên. Trong tứ đại thiên vương. Sao đánh gần hết máu mới chết mà không? Tôi nhớ trong New Plus là cứ 25% máu là một con đi. 25% máu mong đi rồi, bây giờ cũng có bao. Ôi giời. Các bạn chơi kiểu gì thì tôi chiều. Tôi chiều luôn. Ui, chúng tôi kẹt thế. Sụp. Đỡ luôn rồng. Em hiểu tôi luôn. Tôi đi luôn. Ok. Rồng nhìn những con rắn. Rồng mà nhìn những con rắn. Ôi, kìa bỏ nốt đây. Đập vỡ cây đàn đến nơi rồi. Đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn đến nơi. Rồi, còn ông nhị lăng thần thì hơi trâu hơn tí. Mà khi mà nhị lăng thần lấy kiếm ở trên trời xuống thì nó sẽ rất mạnh. Nên là anh em phải spam tam giác nhiều vào, hiểu chưa? Và căn để hóa đá Harry chuẩn vào là được. Nói chung so với cái nhị lăng thần của đấy. Còn từng này thôi. Rồi. Let's go. Này, đấm, bấm tam giác phát. Bấm tam giác phát lại hồi máu này, không thấy không? Hóa đá. Đấy. Phép luôn lại có tam giác. Lại đánh tam giác tiếp. Lại hồi máu. Tiếp tục ra đây. Mang hết chiêu thức của bạn ra đây. Mang hết chiêu thức của bạn ra đây. Mang hết. Hóa đá đã. Mang hết chiêu thức của bạn ra đây. Rồi, ông mới xe. Thì lân thần sẽ lấy thanh kiếm ở trên trời xuống. Anh em cố gắng reflect chuẩn nha. Đấy, là được. Reflect chuẩn. Reflect. Này anh em ơi. Vô này là bad new ấy. Né. Né rồi. Né từng thì đấm thôi. Né rồi thì thôi. Reflect ngay. Đi lăng thuật.
liên tục. Ít làm thử ơi. Kết thúc. Tôn Ngộ Không chính thức phun hết lục căn của Ngộ Không. Đây, 1, 2, 3, 4, một cái cuối cùng vừa đánh Nhị Lăng Thần xong mà. Ngày này cũng đến. Chính thức. Ok, đã đủ lục căn. Tất cả đều cung 3, nghĩa là phải chơi qua 3 lần phá đảo. Kính thưa các chư vị trưởng lão, vậy là sau khi vượt qua cái New Game 2 Plus này, tại hạ đã có kết quả như sau. Thứ nhất là đã đạt level 342, chính là level max của cái trò chơi này. Sau đó là đã được bao nhiêu đây? 2.760.041 will là tiền đấy. Không biết điểm gì. Tất cả đồ đạc đã full rồi. Tất cả quý ớt, tất cả xin, tất cả thuốc đã full rồi. Tiếp theo là Junior cũng đã full. Đây, lục căn đều đã full 3 cái ở trong lục căn rồi. Là có thể sử dụng được cái stand của Đại Thánh rồi. Cái thuốc Celestia của tôi cũng đã full hết rồi. Sau khi đã một lần farm Michael điên cuồng mà cô đã phun hết. Thật sự đây là một quả. Tất cả đã phun hết được chưa ạ? Rất tốn thời gian luôn đấy ạ. Sau khi đã max level và 100% trò chơi đều đã xong thì chúng ta sẽ gặp lại Đại Thánh lần nữa để kết thúc cái video này. Mọi người hãy cho mình chào một tay. Ok, xin chào anh em và chúng ta sẽ đánh với Đại Thánh một lần nữa để kết thúc trò chơi này trong cái happy ending. Let's go! Rồi, đã được đợi tôi đây rồi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, Phase 2, Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lại quay về với cái kiểu build cũ anh em, tanker. Rồi, let's go. Chúng ta sẽ cùng đại chiến Đại Thánh. Lúc đầu thì lúc nào Tôn Ngộ Không cũng cho mình đã phát là vui vẻ. Đó thì bắt đầu đánh nhau nhưng mà vẫn được chém hơn nữa. Rồi, đủ. Đại Thánh đi bộ là mình được free phát động. Đại Thánh đi bộ là mình được đánh. Phân thân là anh em né nha. Né ngay. Nào, Đại Thánh còn chưa gì. Đi bộ rồi anh em tụ nhá. Ra vào. Là được ăn một phát. Đánh luôn. Lùi lại. Đại Thánh lần tiếp. Đại Thánh lại đi bộ. Cơ hội là đây chứ đâu. Đừng trượt thôi mà. Đánh lừa anh em mình. Nhưng mà sao mà đánh được. Thank you.
thánh nhỉ. Đại thánh nhỉ. Đại thánh bộ anh em ơi. Là vào võ. Vào võ thôi. Đang có spirit dùng luôn. Anh em được tiếp spirit nhé. Tôi đang tích. Tôi đang giữ mana cho quay sau. Quay này gõ chay thôi. Free chém, anh em cứ dừng lại thành cái bộ đánh nhá. Đi bộ vào nhá, đi bộ vào nhá. Là được đánh thôi, giữa đúng giả. Vào tiếp. Ui, mình trượt khỏe. Đại thánh lại đi bộ rồi anh em ơi. Lần này khó trượt lắm, lần này khó trượt lắm. Lại đánh được rồi. Sao ơi. Dừng lúc đại thánh mà đang đánh để mình đóng băng nhé. Mua gậy. Né ngay. Sao lại trượt? Cảnh chết nhỉ? Cảnh chết nhỉ? Điều người khác của giải thành ơi. Bộ không? Vũ khu. Ngộ khu. Ngộ khu ơi. Ui dồi, đúng vào đấy đi luôn anh em ạ. Hả là đại thánh, hả là xin được bạn. Đâu rồi? Thề luôn cho chơi bẩn thế. Đại thánh ơi, quả ta tiêu nè. Chơi đi. Sao ạ? Sao ạ đại thánh? Sao ạ đại thánh? Ê!
trời đại thánh. Không gì xuất hồn rồi. Chưa bao giờ tôi bị hai lần bị cướp rượu như quả này. Mệt quá anh em. Đánh toát mùi đít. Còn gì lôi lốt rồi chúng ta. Ôn đi này. Chém lại thành cái. Thì cũng phải đóng băng mà thôi. May mà xuất hồn kịp. Nhạc hay quá các anh em ơi. Bố gậy anh em ơi. Đại thái! Yeah! Yeah! Phá nào đúng không ạ? Đại! Phá nào, phá nào! Chưa thèm hồi sinh, chưa thèm biến hình. Đại thái lâu nhưng mà nó chắc. Chẳng phải chắc, là đâu có câu như thế rồi. Yeah! Ai là đại thánh chưa? Ba lần phá nào. New game plus. Đây là ending thứ hai nha anh em nhé. À, khi mà mình đang có được ký ức của không thì chúng ta sẽ không bị trở thành cái không lắm. Do của chiếc bóng cổ. Vũ vọng tên. Ê Shiva. Có cả nhạc, có cả tiếng. Ok không ạ? Ui. Uầy. Hai ngày thông mỗi ngày 8 tiếng. Dựng cái video này hết một ngày chắc là 3 ngày. 3 ngày về con game Black Myth Wukong. Nói chung là không còn một cái mỹ từ gì có thể dành cho cái game này nữa. Quá tuyệt vời, xuất sắc. Đồ họa, cốt truyện, gameplay. Nói chung là nó tạo cho mình cảm giác muốn chơi lại một lần nữa ấy. Tôi chắc chắn sẽ chơi lại một lần nữa, một cái new game nữa. Tôi sẽ hướng tới là mắc hết tất cả các cái giáp trong cái game này. Và chắc là game of the year nhỉ. Hy vọng là Black Myth Wukong sẽ được xướng tên trong danh mục game of the year năm nay. Đấy. Và tôi sẽ ngóng chờ, nói chung là ngóng chờ cái DLC trong tháng 2 này năm sau. Chắc là sẽ còn hay hơn cả những cái cốt truyện này nữa. Bỏ qua một trời tiếc quá. Ui, ra nhanh lên. Rồi, cảm ơn Game Science đã mang đến cho anh em một cái con game đẳng cấp như này. Và chúc mừng với những cái thành công hiện tại thì nó quá là xứng đáng rồi. Rồi, tạm biệt tất cả anh em nha. Và hy vọng sẽ gặp lại anh em trong một cái video chơi game khác. Nếu mà anh em cảm thấy thích thú với việc mà mình ngồi chơi game như này thì có thể like, share và subscribe ủng hộ cho mình để có những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì goodbye, xin chào tạm biệt nha. Khán giả Sama đã đến giờ subscribe rồi. Nếu mà xem chùa nhiều thì da mặt của các bạn sẽ không được đẹp đâu. Yeah, yeah.